năm nay cũng bưởi cũng được mùa em ạ, do Covid đâm ra là năm nay nó cũng là hơi chậm. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, phường Phú Diễm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội luôn trong không khí hối hả thu hoạch. Anh Vương Trọng Phúc, 35 tuổi, sở hữu hơn 600 gốc bưởi diễn được trồng tại vườn Phú Diễn, chia sẻ. Cái vườn bưởi diễn này nhà mình đã trồng được khoảng đến nay là được 20 năm rồi đấy. Bưởi diễn này nhà mình là một năm là một mùa. Thì thu hoạch thì nó rơi vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 12 âm lịch, giáp Tết đấy. Bưởi diễn là một trong những mặt hàng được săn đón nhiều nhất mỗi dịp Tết. Vì mỗi năm, bưởi diễn thu hoạch một lần duy nhất vào tháng 11 và tháng 12 âm lịch, nên lượng khách đổ về thời điểm này rất đông. Có khi đang ăn trưa cũng phải chạy ra vườn mở cửa cho khách vào xem bưởi. Càng lâu năm thì bưởi nó sẽ càng ngon, mà cái quả của nó cũng vừa vừa. Từ 8 lạng đến 1 cân là mình là bưởi diễn chuẩn, loại 1. Còn so với cả những cái cây tơ đấy thì những cây tơ ăn nó sẽ kém hơn, là nhạt, vì nó chưa đủ lắm. Những bưởi thì phải bưởi cỗi, thì ăn chất lượng của nó sẽ đảm bảo hơn. Nhiều người dân Hà Thành bất chấp đi xa để tận mắt chứng kiến, tận tay chọn quả, vì quan niệm sẽ có nét đặc biệt riêng khi gia đình ăn quả do chính tay mình chọn. Bưởi đây rất là ngon, ăn nó rất đậm. Riêng bưởi diễn thì không lấy quả cao thành và to quá, lấy quả vừa và nó thấp tròn tròn ấy thì là nó nặng mà ăn nó đậm lắm, rất là ngon. Năm nay thời tiết thuận lợi, bưởi diễn cho trái rất tốt, nhưng dù được mùa, trái xa trĩu quả và nhiều người đến mua hàng, nhưng các chủ vườn tại đây cho rằng giá bán năm nay lại không cao bằng các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, giá của mỗi quả bưởi năm nay có giá là từ 30 đến 35 ngàn đồng một quả, còn bán lẻ từ 45 đến 50 ngàn đồng một quả. Số lượng cây thì nó cũng được đến 400-500 cây. Năng suất năm nay thì là bưởi nó cũng là đạt. So với năm ngoái thì cái giá thành năm nay là rẻ hơn so với năm ngoái, tại vì năm nay là do dịch bệnh nên là nhiều người ta cũng không đi làm được. Nên là về cái mức thu nhập ấy thì mua của bưởi diễn thì nó cũng rẻ hơn mọi năm. Giá bưởi năm nay rẻ hơn so với các năm trước. Mọi năm mình mua bưởi thì là khoảng 50.000 một quả. Năm nay 25 đến 30.000. Theo các chủ vườn, nếu so sánh với mức giá bán ở thị trường năm trước, giá một quả bưởi năm nay đã bị giảm từ 10 đến 15.000 đồng một quả.